Với giáo sư thì ông chủ đã tham gia tích cực trong những việc chung là ông chủ và trưởng hội Legio là hướng đặc biệt hoàn thành. Cách đặc biệt trong thời gian xây dựng nhà thờ, cha xứ cũng nghe thấy người ta nói rằng ông cũng đã vất vả về những cái thời gian xây dựng nhà thờ.